Xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của Dương. Đến với vlog này, Dương xin được chia sẻ với tất cả mọi người về tế bào thần kinh hay còn gọi là neuron. Có thể các bạn cũng biết rằng não bộ của chúng ta nó được cấu tạo từ một cái hệ thống mạng lưới gọi là các neuron thần kinh. Nó được kết nối lại với nhau, nó tương tự như là cái gọi là hệ thống lưới nha các bạn. Và từ cái hệ thống lưới này, các neuron á, nó được kết nối với nhau. Và từ đấy nha, những cái gọi là cái dòng suy nghĩ của các bạn á, nó được xuất hiện ngay từ khi mới sinh. Bộ não của một đứa bé đã chứa khoảng là 1.000 tỷ các tế bào não hay các neuron thần kinh. Để hình dung về độ lớn của con số này, hãy so sánh nó với dân số của thế giới vào thời điểm hiện tại là khoảng 7.8 tỷ người. Như vậy, tính sơ sơ bên trong đầu của một đứa bé đấy, nó có lượng tế bào não gấp 128 lần số lượng người đang sống trên hành tinh này. Đó là một con số quả là rất ấn tượng. Và mỗi một tế bào não lại có hàng trăm hàng ngàn nhánh tua, giống như có bạch tuộc kỳ quái. Mỗi một tua lại có hàng ngàn đuôi gai là điểm kết nối giữa các tế bào não. Rồi mỗi đuôi gai lại chứa hàng nghìn túi hóa chất giữ vai trò truyền tin giữa các tế bào não, chứa đựng tất cả thông tin là những ý nghĩ, kinh nghiệm, trải nghiệm và ký ức của bạn đang và sẽ có. Từ việc tìm hiểu về các neuron thần kinh não bộ này, nó giúp chúng ta có thể là dự đoán được những gọi là luồng suy nghĩ khác nhau của con người. Như đối với số lượng luồng suy nghĩ thì vào năm 1960 á, cái luồng suy nghĩ á, nó là một con số 1 với 100 con số 0 ở phía sau. Thì con số này á, nó còn lớn hơn tổng số ngôi sao từng được biết đến trong vũ trụ. Nhưng con số này á, nó lại không chính xác vào những năm 1970. Bởi vì cái số lượng á, nó lại được tính toán lại. Và họ đã đưa ra một con số mới, đó là số 1 với 800 số 0 phía sau. Thì với con số này á, nó tương đương với lượng nguyên tử có trong toàn vũ trụ. Tuy nhiên cái con số này hóa ra nó lại không đúng nha. Bởi vì á, có một nhà khoa học nổi tiếng người Nga chuyên về nghiên cứu thần kinh tên là Peranokin đã tính toán lại con số trên. Trong công bố cuối cùng của mình, ông thông báo con số chính xác là nó lớn đến nỗi nếu viết tay bình thường thì dãy số nếu dài là 10,5 triệu km. Với con số như vậy, bộ não con người chẳng khác nào một bàn phím có thể chơi hàng triệu giai điệu khác nhau. Chưa người nào từng tồn tại trên cõi đời có thể khai thác hết năng suất tối đa của não bộ. Không có một giới hạn nào cho sức mạnh não bộ của con người. Nó thực sự là vô hạn. Thậm chí hơn nữa, một nhà khoa học nghiên cứu về sinh lý học thần kinh nổi tiếng người Anh tên là Jack Sherlington, cha đẻ của ngành sinh lý học thần kinh hiện đại, đã so sánh não bộ của bạn với vũ trụ bằng cái lời mô tả đấy cho thơ như sau: bộ não con người là một khung cửu kỳ diệu, nơi hàng triệu con thoi nhịp nhàng dệt lên những họa tiết chồng lấp, đan xen nhau, luôn có ý nghĩa, nhưng không bao giờ là vĩnh cửu. Nó giống như dải ngân hà chuyển động theo điệu nhảy của vũ trụ vậy. Rồi để cho các bạn dễ hình dung về cái tiềm năng của não bộ, thì đây Dương sẽ lấy cho bạn một cái ví dụ, đó là cái bộ não của một con ong. Bởi vì là tất cả những cái loài côn trùng, cá và động vật là cũng có cái loại tế bào não như chúng ta thôi. Về số lượng thì ít hơn, nhưng chức năng, cấu trúc và khả năng của tế bào não thì giống nhau. Ở đây một con ong á, nó có ít hơn 1 triệu tế bào não nha. Nhưng nó
có thể làm những gì nào? Nhất là nó thể bay này, thứ hai này có thể chiến đấu này, rồi chúng ta nó có thể nhìn này, nghe này, ngửi này, nếm này, tiếp xúc này, xây dựng này, kiểm tra nhiệt độ này, đếm này, bảo vệ này, định hướng này, bò này, chạy này, ghi nhớ này, chơi, nuôi dưỡng, sinh sản, hợp tác này. Như vậy là chưa có tới 1 triệu tế bào não mà ong có thể làm được những cái việc như vậy. Thì hãy xem rằng cái gọi là cái khả năng của bạn có thể làm được gọi là với hàng triệu tế bào não nó như thế nào. Trên đây Dương vừa chia sẻ với tất cả bạn về những cái con vi chip sinh học của não bộ, tức là những cái neuron thần kinh đấy ạ. Thì hy vọng rằng các bạn sẽ được nhận được nhiều thông tin hữu ích trong cái vlog này. Và các bạn đừng quên like, share cũng như subscribe kênh của Dương để chúng ta cùng đồng hành, cùng với đó là sở hữu một cái não bộ phi thường, siêu phàm, tối đa cái khả năng học tập và công việc của mình nhé. Một lần nữa Dương xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại. Xin chào.